Mời bạn gái của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Ừ. À, em chào anh Nguyên Linh. À, chào bạn. Em tên là gì? Em tên là Thục Anh chị. Dạ em 24. 24 mình đang làm nghề gì ha? À, hiện tại em là chuyên viên tư vấn tài chính tại ngân hàng Maritime Bank. Rồi xin mời anh trai. Rồi. Chào bạn. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn người chơi bên kia và chào các bạn khán giả. Chúc mừng làm mới. Dạ chúc mừng hân mới anh. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Gia Uy. Gia Uy. Dạ em 27 tuổi. 27. Hiện đang là nhân viên công nghệ thông tin. À, Thục Anh, bạn xinh như vậy, nhỏ nhắn như là công chúa búp bê vậy đó, mà bạn nói là bạn không có bạn trai là hơi lạ luôn á. Chị chắc tại ai cũng suy nghĩ giống chị như giờ em ế đó vậy. Là sao? Nói chung thì mọi người nhận xét em là người vui vẻ, hòa đồng. Đối với bạn trai mà giờ này em chưa có là thật ra thì chắc là tại vì duyên chưa tới thôi, chứ em cũng không có đặt cái tiêu chuẩn gì cao hay là khó khăn gì hết. Phải không? Hay là tại vì do mình kén quá chứ sao lại ế được? Em thì em cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu chị. Về ngoại hình thì cỡ kim lý cũng được. Dễ thương thì cỡ chấm thành thôi. Trời đây mẫu người của em là sao? Giống dạ. Ai? Dạ giống Giang Hồng Ngọc anh. Nhưng mà anh nè, bạn muốn kiếm người bạn trai của mình là người như thế nào? Hồi nãy em nghe bạn ở bển 27 tuổi thì cũng ok rồi. Tại em cỡ từ 25 đến 28. À, về ngoại hình thì chị thấy em cao quá, mà em cao hơn 1m5 lận, cho nên là phải mà. Cho nên là bạn bên đó từ 1m67 đến 1m72 trở lại thôi, đừng có đi quá. À, nhưng mà bây giờ tự nói về mình chút xíu đi, bạn thấy bạn là người có những ưu điểm gì? Em rất là dễ tính. À, nhiều khi nó dễ quá nó cũng thành khuyết điểm á chị. À, ví dụ như mình giận người ta cái mình nhất quyết là mình sẽ không tha cái chuyện này. Ừ. Nhưng mà chưa kịp vậy hết thì mình đã mềm lòng rồi, cho nên là cái đâm ra cái mình lại lỗ, mình lại thiệt thòi. Vậy còn cái khuyết điểm của bạn? Hiện tại thì em không có giỏi nữ công gia chán lắm. À, nhưng mà cái đó em học được, em thích thì em học được thôi. Chứ em giỏi về gì? Em thì em giỏi mấy cái đập phá quậy thôi. Trời ơi, còn bạn Nam bên đây. Bạn Nam, ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm là lo cho gia đình, ngoan hiền. Lo cho gia đình là sao bạn? Ví dụ như là em làm gì em cũng hay suy nghĩ về gia đình, về cha mẹ, rồi có thể là về người yêu sau này nữa. Cái này được nè, cái này ưu điểm lớn lắm à. Bạn giỏi nhất về cái gì? Giỏi nhất về IT. Khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em là giờ này chưa biết khuyết điểm là gì. Chúng ta kỹ chưa? Dạ thiệt. Khuyết điểm bạn bây giờ là chưa có người yêu. Chưa có người yêu em mới lên đây em ngồi với anh nè. Bây giờ bạn mong muốn người yêu của bạn là người như thế nào? Bạn gái nhiều chuyện. Ví dụ như là có chuyện gì thì hai tụi em đóng cửa rồi nói chuyện với nhau được rồi. Cũng không cần phải đi kể với người này người kia. Rồi nên ra là... Cái đó không thích đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ta đang hỏi thích, ông trả lời không thích hết hồn. Tưởng đâu thích người nhiều chuyện chứ. Rồi bây giờ thích cái gì nè? Ngoan, hiền, lễ phép, thương yêu cha mẹ, biết cư xử, thương em thiệt lòng. Cũng dễ, cái này chắc anh nghĩ là những người phụ nữ có đấy. Hiện giờ Quanh đang sống với ai? Dạ em sống với chị gái chị. Quê bạn ở đâu? À, quê em ở Phan Thiết. Hiện tại thì mẹ và ba em cũng đều ở Phan Thiết luôn. Mình có hay về quê thăm ba mẹ không? Dạ có chị. À, bạn có tự thấy mình là một người con có hiếu không? Em là chữ hiếu trên hàng đầu đó chị. Phải không? Dạ. Ngoan ngoãn lễ phép rồi có hiếu mà xinh duyên dáng như vậy thì tại sao em bị ế? Cái đó chắc là do cái tính của em. Em có một cái mà theo như bạn thân của em nói là cái đó là rất là thiệt thòi cho mình. Đó là cái ấn tượng của em đối với người bạn trai chị. Cái ban đầu em thấy nếu mà bạn đó có ấn tượng em tốt á thì sẽ mở cửa. Nhưng mà khi mà nếu mà mình cảm thấy mà mình nhắm không ổn là em ngay từ đầu em đã chặn đường luôn rồi. Cho nên là mình cũng tự làm mất cơ hội của mình. Dạ. À, mà đó giờ toàn là em gặp ai em cũng toàn là đóng cửa không à? Dạ đa số là vậy chị. Trời đất ơi, vậy là em kén quá. Còn bạn Nam, tại sao mà bạn bị ế? Tại vì em học công nghệ thông tin á, thì trong lớp á cũng đa số toàn nam không à. Nữ thì cũng có mà ít. Mấy bạn nữ nếu có thì cũng có chậu hết rồi. Có chậu là sao? Dạ thì hoa đẹp có chậu cắm vô anh. Mà em tính em thì hiền nữa. Em không có can đảm đập chậu cướp hoa. Cho nên em ế đại học. Xong rồi ra đi làm thì môi trường làm việc của em á, nam nhiều. Ê tiếp. Nói nghe nè, trước khi chị qua coi mặt chị hỏi là cái gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng chị. Trời, gia trưởng sao em chỉ đâu xuống dưới vậy? Nói chung là em muốn bạn đó có một cái suy nghĩ nó thoáng. Dạ, tại vì thật sự em tự tin về bản thân em là em biết chừng mực, chứ không đến nỗi là phải để cho người khác phải nhắc nhở. Tất nhiên những ý kiến đóng góp thì em sẽ tiếp thu. Rồi, cái gì nữa? Hiện tại thì em chỉ sợ những cái đó thôi, cho nên chị hỏi em chỉ nghĩ tới mỗi cái đó thôi. Rồi ha, chỉ là gia trưởng là không thích đúng không? Gia trưởng của bạn?
Dạ không. Không có gia trưởng ha? Dạ. Chắc không. Em lắng nghe phụ nữ lắm chị. Dạ chào chị. Ờ, chào bạn. Này chị xinh quá. Cảm ơn em. Trời, năm mới có người khen rồi thấy không? Dạ. Bởi phải như anh Quyền Linh tối ngày anh vùi dập chị hoài hả? Tuần nào em cũng coi chị mà em không ngờ chị xinh vậy. Vậy á hả? Dạ. Trời ơi. Vậy là mới quay phim quay xấu quá. Bây giờ em có cái mẫu chuẩn nào không? Dạ mẫu người của em cao từ 1m55 trở lên. Trời ơi, này có 45 mà. Rồi sao nữa? Bình thường mình trắng quá. Ngâm ngâm cũng được. Giống như chị vậy được không? Chị là quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi ha, thôi nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Tôi chỉ cần câu đầu là khen đẹp, câu cuối là được rồi. Được, dễ thương lắm. Rất rất là dễ thương thiệt. Không phải là tại vì người ta khen chị mà chị nịnh đâu. Dạ. Thật sự là rất được. Trời đất ơi. Nói câu công bằng. Dạ. Chào em. Dạ. Sao có chút xíu à? Bánh tiêu. 24 tuổi rồi hả? Dạ. Nhỏ con quá vậy? Dạ em đâu biết đâu. Nhưng mà dễ thương giống như búp bê vậy nha. Dạ, cảm ơn. Để tủ kiến tưởng búp bê thiệt á. Được rồi, hợp đấy. Có hơi so le chút không sao đâu. Gì đâu, bên ngoài vậy là hợp là xứng rồi. Kéo màn lên đi, kéo màn lên đi. Em muốn đẻ mấy đứa con? Dạ, hai đứa thôi anh. Hai đứa. Bạn gái muốn đẻ mấy đứa? Anh muốn nhiều thì em chiều bấy nhiêu. Đẻ nổi, ôm nhách thì đẻ gì? Có chồng vô người ta mập lên. Hai phút dành hai bạn bắt đầu. Dạ anh. Chào em. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Chúc em năm mới mạnh khỏe, nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn anh. Khỏe, nhiều sức khỏe nữa. Em quà quà gì vậy? Tiết lộ được không? Thôi. Thôi. Mốt không không có đòi quà người ta nha. Dạ không. Em yêu xong mà không có đòi quà đâu anh. Em hỏi trước nha. Bạn trai bạn gái của anh mà nấu ăn á. Anh có sẵn sàng phụ bạn đó không? Có. Anh cũng biết làm sơ sơ mấy món. Việc bếp núc anh cũng cũng phụ nhiều lắm. Phụ ăn. Rồi bây giờ mình vô cái chuyện nào, Tết nhất tính hơi này nè. Mình nếu mà bữa nay mình nhấn nút là mình hẹn hò mình đi chơi ở đâu nè? Em thích đi đâu? Em thích về quê. Về quê hả? Là Phan Thiết đúng không? Anh thích Phan Thiết không? Thích, năm nay anh về 2 lần rồi. Ủa, anh đi chơi hay là có người quen hay là sao? Thì một lần là anh đi với bạn anh á, anh đi dạng phượt. Một dạ. Lần là anh đi dạng company trip á. Anh có muốn hỏi về em không? Tối em có rảnh không? À, thông thường thì em công việc của em nó sẽ kết thúc khoảng lúc 5:30 6 giờ. Thì rảnh hay không là do em thôi. Có gì nếu mà tối nay rảnh á thì anh qua chở em đi uống cà phê. Đó, nãy giờ tôi chờ có một câu đó hả? Dạ. Vậy em bấm nút đi rồi chút xíu mình đi uống cà phê. Từ từ ông ơi, nghe người ta vỗ tay đần đần chứ không kích động cứ bấm nút liền à. Hỏi cảm nhận về nhau cái nhìn đầu tiên rồi coi làm sao. Lúc mà anh nghe em nói chuyện anh có tưởng tượng rồi em giống gì không? Em đẹp hơn sự tưởng tượng của anh nhiều. Cảm ơn anh. Cái ông này là ông gặp ai cũng khen đẹp hết, phụ nữ là ông khen đẹp hết à. Em thấy anh sao? Cái đầu tiên là có thiện cảm. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất đó anh. Rồi cảm ơn em. Dạ không có gì. Anh nghe là anh thấy thích rồi. Em có hỏi anh gì nữa không? Dạ thôi có gì tới mình hỏi riêng đi anh, tới đây đông quá. Cuối cùng là đồng ý chơi tối nay đi uống cà phê chưa? Em ok. Ok dạ. Vậy nha. Vậy nha. Chụp tấm hình trước đi rồi bấm nút sau. Rồi, ai chụp vậy anh? Tao để tim đi. Thôi anh, đứng gì em không, đứng không có tới. Tại đó, bạo vậy đi, bạo là quà của người ta lấy gì? Anh cầm gì cho. Tao để tim chụp hình đi, không bấm nút. Quấn xe, có tim không? Hình với tim thì xấu quá. Anh đổi chữ đi anh. Đứng lại nè, 1, 2, 3 đứng lại nè, chứ mà đẹp chụp hình coi. Rồi bây giờ ngồi đi, bình tĩnh đi rồi, rồi mình mới tính tới cái chuyện nhấn nút nha. Rồi nếu chúng ta đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút, mà không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút nha. Hết sức bình tĩnh suy nghĩ và quyết định. 1 2 3. Ok rồi. Nói nghe nè đứng lên. Bạn này nãy anh nói anh này bé bé giống búp bê phải không? Bạn này to không đâu, vòng lên con chuột coi. Ẩm thử bạn này lên có nổi không? Thôi chị ơi. Ẩm thử lên nổi tôi mới gả. Còn không ẩm nổi là tôi không ẩm gả. Anh ẩm em nha. Ẩm đi. Đi. Ẩm lên. Không phải ẩm vậy. Ẩm đi. Trời ơi. Ẩm hai tay nè. Ẩm đi. Anh ơi. Bợ lên nè. Em mặc váy mà. Bợ lên thử coi. Bợ gọn lên coi, gọn không? Chắc kêu gì em về hé hé một cửa ẩm nhau sao đi nhiều nhiều khán giả. Thôi đầu năm mình hôn cái lấy hên đi. Rồi xích lên đây hôn cái lấy hên đi. Rồi đó. Hôn đi. 1, 2, 3. Rất là
mà cái mặt như khỉ ăn ớt. Rồi hai bạn nắm tay nhau chúc mừng năm mới ha. Lì xì lì xì lì xì lì xì. Đây năm mới ha, chị Cát Tường cũng thay mặt chương trình tặng hai em mỗi người một cái bao lì xì, mong rằng những may mắn sẽ đến với hai em. Thay mặt chương trình chúc hai bạn được luôn luôn thăng tiến trong công việc và luôn luôn được nhiều sức khỏe. Dạ em cảm ơn chị.